Xin chào, lại là mình đây. Chi nông thôn. Mình vẫn thích dùng cái tên là chi nông thôn hay là bẫy quất rừng các bạn. Mình bẫy quất rừng nghe kỳ lắm. Chi nông thôn nghe nó hay hơn rất là nhiều mà. Hôm nay mình sẽ làm mỗi một kênh một vít thôi. Mà mình cũng không biết là mình có xong trong buổi sáng hay không nữa. Mong là sẽ xong. Cũng gọi là đầy đủ tiến độ trước khi đi ha. Ủa? Thế cái tay mình đắng như mặt mình vậy trời. Cái điều hòa ở phía bên trên này hình như chỉ có điều hòa ở đây thôi, còn cái điều hòa ở trên đầu mình cả thì nó cũng có, ngồi cho nó rất là nóng. Mặc dù là mình bật 26 nhưng mà mình chỉ là mát một xíu thôi, không hòa là mát hết. Thôi thật sự bây giờ ngày nào mình cũng phải dùng. Ngày nào mình cũng phải dùng dầu Phật Linh để tỉnh táo. Cảm thấy rất là mệt mỏi. Sáng nay mình đi muộn. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở vlog tiếp theo nha.